Em ơi, chị em chờ suốt từ 12 tiếng giờ mới được ăn nè. Nhìn con mụ hương hoàng gầy mà em tức thế này. Sáng nay đủ ngâm sâm baby chưa kìa? Tại sao lại chưa kịp uống? Sớm hơn mấy giờ? Dạ từ 6 giờ. Tại sao lại dậy từ 6 giờ? Dạ con bị sớm. Hôm qua ngủ 9 giờ dậy 6 giờ đúng rồi. Con nhìn mẹ đây này. Mẹ béo ấy. Là do vì sao? Cái gì nói to lên? Tại do mẹ nhậu mà. Con gầy thì sao? Mới chỉ có con biết con gầy thì con không ăn. Mà con còn dám gầy, mà con dám lười. Uống ngay cái hồng sâm baby này, mẹ dặn nói rất nhiều lần rồi nha Kiến nhé. Bây giờ mẹ và con cùng đua nha Kiến. Mẹ thì gầy đi 6 cân, con phải tăng lên 2 cân, có được không? Con đi Hà Nội 14 ngày với mẹ. Con sụt mấy lạng rồi. Còn mẹ đi 14 ngày với con, mẹ lên có 7 ký thôi. Xem nào. Chị đâu có bầu đâu Ngọc Trần. Sáng nay ra nhớ chưa? Dạ. Canxi dùng chưa? Dạ. Rồi chưa? Rồi hay chưa? Dạ. Thế sao này rồi? Ha? Thế sao này rồi rồi Kiến? Ha ha? Khi mà mày đang giảm cân là mày đói này này Kiến này. Là con rất dễ bị ra đường ấy Kiến. Có biết sáng ra không? Cất tủ mát đi. Đi ăn cơm. Ngậm xong ăn cơm đi. 14 ngày lên 7 cân là đúng rồi bà. Mỗi ngày nhậu 30 cốc bia. Một cốc bia hơi đấy. Còn rẻ là 41 cốc. Hồng sâm baby nước. Đấy. Tôi khổ lắm mấy bà tưởng à. Cái tăng sức đề kháng, giúp trẻ hấp thụ tốt, để ăn uống tốt hơn. Bà kỹ nghe em, nếu mà bảo là gầy quá thì không đúng, nhưng mà không mập mạp như con người ta. Em muốn nó lên 2 cân nữa. Nó toàn quên thôi. Canxi uống hết một hộp rồi, cất tủ lạnh rồi đã. Đây là canxi của Úc. Quên giá rồi. 445.000 90 viên. Ngày 2 viên. Dạng ngập. Đấy hồng sâm baby của nó đây này. Chia sẻ cái giảm cân đi em. Khâu cái mồm vào chị ơi. Đó đây này. Một hộp về 10 gói. Một set này 3 hộp. Chị ơi giảm cân đi chị đừng có, đừng có nghĩ rằng là nó là đơn giản, nó khó lắm. Em kêu giảm cân mười mấy năm nay rồi. Đó thôi, nhịn 12 tiếng giờ ăn quả chuối nhỉ? Có phải ăn quả chuối không nhỉ? Hương dặn mình ăn gì nhỉ? 68, 168. Ê, nó đủ. Nó đủ 16 tiếng chứ mày. Hôm qua ăn 6 giờ mày. Thế là mấy giờ tao mới được ăn? Bây giờ 12 giờ. 12 giờ rồi. Đủ rồi phải không? Giờ phải... Nói chung là tôi bây giờ này. Tôi phải... Tí tôi ra quán tôi lấy... Tôi lấy 5 hộp này về tôi uống. Những lúc tôi mệt. Cái tháng mà giảm được ấy. Cái tháng mà giảm được 4-5 kg đấy. Là cũng phải khâu mồm dữ lắm.
Quần hết hộp này rồi. Hết một hộp rồi. Chết mẹ rồi, tìm bao hộp cũng không có gì mà uống luôn. Hết hai hộp luôn. Còn bố giờ chắc chắn biết còn luôn. Còn đúng một hộp. Tôi nói với bà nghe này, tôi xếp lại cái hộp vào đây cho đẹp. Đấy, tôi nói chung là những cái lúc mà tôi không ăn, không được ăn nhiều á, là tôi phải bổ sung cái này. Tôi uống cho nó tăng chất. À, cái này thị trường có hàng giả mới sợ chứ. Có đứa vừa mới livestream bán 200.000. Mẹ điên rồ. Mà bán 300.000 một hộp. Lại cu. Giờ ấy, chưa biết có giảm được hay không mà các bà cứ uống lượng vô tội vạ vào ấy. Thằng mẹ cái thất. Đấy, tôi nói với bà nghe đây này. Cái tháng mà chồng tôi về tôi uống cái này này. Để tôi đi chạy thể dục đấy. Các bà nhớ không? Sáng ra tôi uống cái này xong tôi đi chạy thể dục. Đó. Hết đó. Trời ơi, cái này hàng của Hàn Quốc. Nhìn mấy giải thưởng của nó chưa? Đây logo hệ thống các giải thưởng này. Hệ thống giải thưởng của nó. Uống cái này ấy, không phải để giảm cân, mà uống cái này để tăng năng lượng, tăng đề kháng mà không tăng mỡ. Vì cái này ấy, là của nó là nhung hiêu kết hợp với hồng sâm 6 tuổi. Này, tôi sắp chết đi nơi này. Nhung hiêu với hồng sâm 6 tuổi. Để dễ uống hơn ấy, các bà cho mình đá. Hoặc để nó nát tủ lại. Đó. Cho chị kéo trang. Nhiều khi mọi người có hỏi là chị Trang không biết là mua cái gì tặng cho bố mẹ chị nhỉ? Không biết bạn em đẻ xong mua cái gì tặng cho bạn em. Chị ơi, bạn em mới đi bệnh viện mua gì chị? Tài chính 1 triệu đổ lại. Em ơi, chị ấy, cái này em biết là lúc em đi Hàn Quốc. Nhưng mà nếu mua tại Hàn Quốc nó rơi vào khoảng 1 triệu 2 mấy chục. Mua tại một cửa hàng đó. Nhưng mà dĩ nhiên là bọn em cũng phải chung đụng vào để mà nhập một cái container về đi đường biển, nó sẽ rẻ hơn về cái cước phí. Chứ còn mua tại store mà người ta bán bên đó thì nó sẽ rơi vào khoảng 1.2 triệu. Nhưng mà cái này này, chị nào ấy đang phân vân chưa biết tặng cho bố mẹ cái gì, nhân dịp Tết đến xuân về hay là Trung Thu hay là Thương binh liệt sĩ hay là ngày sinh nhật các thứ, thì nên chọn cái này. Rất sang trọng lịch sự. Mọi người đem đi biếu cái này cũng cực kỳ là sang, mà nó vấn đề nó là hàng tốt nha mọi người. Em xài, em nói với chị, em chỉ bán cái gì em xài thôi. Bây giờ là em phải tập trung giảm cân nên em không có ăn được nhiều như mọi lần nữa. Em phải khâu cái mỏ lại. Đó. Nhà em mà các chị nghe này đó. Em đã uống hàng bao nhiêu hộp rồi? Em uống là mỗi lần em định đi đâu công việc. Thứ nhất là đi công việc dài ngày thì em sẽ mang theo. Hai là em đi nhậu về, sáng hôm sau em sẽ uống. Bởi vì khi uống cái này này, nó tăng sức đề kháng, nó tốt cho thận, cho gan. Đấy, nó tốt cho sức khỏe của người. Cái người thứ nhất là lười ăn, cái thứ hai là hấp thụ kém, cái thứ ba sức đề kháng kém, là dùng cái này. Sau sinh xài được, phẫu thuật xong xài được, mổ ốm yếu xài được. Thì cái này đó chị, nó sẽ giúp cho cái người sử dụng là tăng cường sức đề kháng nha, tăng cường sức đề kháng, làm cho cơ thể khỏe. Thì cái này là em mang đi, mỗi lần mà em mà đi nước ngoài ấy, đi du lịch dài ngày ấy, thì thường phải mang theo. Bởi vì là sáng nay ra là cho bà uống một gói để làm gì? Để cho bà có một cái nguồn năng lượng tốt. Bởi vì đi du lịch tour người ta hay đi bộ, hôm nào đi bộ quá nhiều đêm về là một gói nữa, là hai gói. Nhưng mà mọi người chỉ cần một ngày một gói là quá ok này.
Đó. Cái này thì từ bắt đầu là từ 15, 16 tuổi dùng được rồi. Nên là cái này 895.000, bây giờ giảm còn 795.000, em giảm 100.000 cho chị. Đó. Hôm qua là đấy, mọi người đang mồ hôi ra này. Cứ khi nào em uống trà giảm cân nhiều là y rằng cơ thể em sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Không uống trà giảm cân nó không đẩy mồ hôi ra đâu. Chỉ khi nào uống trà giảm cân cơ thể em nó ra mồ hôi nhiều như thế. Nha. Cái này mua biếu quà tặng. Thôi giờ em đi tắm đi gội đầu. Thì ăn cơm không chưa? À mua hai hộp này em sẽ chạy chương trình tháng giảm cân nhé. Mua hai hộp này em sẽ tặng một hộp hồng sâm đỏ. Cái hồng sâm đỏ này là tháng vừa rồi được tặng 200 hộp. Do doanh số của cái này thì bình thường em có thể để bán 550.000. Hồng sâm đỏ này ví dụ như cái hồng sâm nhung hiêu mà 10 điểm thì hồng sâm đỏ này phải được 8 điểm. 550.000 30 gói. Cái này thì dùng được cho từ 14 tuổi đổ lên. Nó vẫn là hồng sâm đỏ 6 tuổi nhưng nó không có nhung hiêu thôi. Nha. Nhà mà muốn đi làm quà tặng có tí lên một em cái này cũng rửa rừng. Giờ đi tắm gái. Tắm. Cái gì? Là chi mọi người vụ gì? Ăn cơm mình đâu rồi? Chào mọi người. Tôi nhịn từ 3 giờ tôi em ăn cơm à? Có cái canh không nhỉ?